Yathato Ucceya Pāpakamma Na Antalikkhena Samuddhammacce Na Pappatanang Quý quá rằng Pá huyết xá Na huyết cha Chá ti sô Chá giáp tí Pá đê sô Giáp tháp thí tô Bút chê giá Pá pá cầm ma Na an tí Na an tá lít khê na Sá mút đá mát chê Na pát pá ta năng Quý quá rằng phá huyết xá Na huyết chá tí Sô Chá gá tí Phá đề sô Giác thá Giác thít tô Giác Hát thí tô Mút chê giá Phá phá cầm ma Không trên trời Giữa biển Không lánh vào động núi Không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp bản dịch của hòa thượng Minh Châu cho dù bay phút lưng trời cho dù đáy biển trốn thời được đâu cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát quả sầu đã gieo bản phổ thơ của đại đức Tâm Cao và cấm dân đã ôn bài xong mến mời bàn tay của huynh Quách Thanh Á Sa thu sa thu lành thay xin cảm ơn. Nam mô Phuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 217. Và kính mời xin được truyền Quang Thanh cho biết nghe rõ. À, sao không thấy Quang Thanh giơ tay đi chứ? Con xin được kể kinh số 127. Na antalike na samudamache na papatanang vivarang pavisa na vichati so chayagatai padeso yathati to mukcheya papakamma Na antalike na samuda pacen na pabatanang vivarang pavasya na vichati so jagati padeso yathatito mukkaya papakamma na antalike na samuda pacen Na papatanang vivarang pavisa Na vichati so jagati padeso Yathatito mukcheya papakamma Không trên trời giữa biển Không lánh vào núi động, động núi Không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp Bản dịch của Ngài Minh Châu Cho dù bay vút lên trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Đáp của Đại Đức Tâm Cao, và Nam Mô Phật Thầy, còn xin được xuất Quang Thanh tiếp theo nhé. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Ân Đức Phật, ân Đức Pháp, con kính lành lễ Thượng Tọa Minh Đức và Tuệ Nhẫn, con kính diện trong đạo tràng, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đã xin bài câu pháp cú 127. Na an ta lit khe na sam mut da mai che na ba Bà ta năng quy qua rằng ba quét xa Na quét cha cha tì sô gà Cha gà tiếp ba đề sô thí tổ mục
chầy ra ba bà ba cầm mà. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Đấy là của bản dịch Hòa Thiện Thích Minh Châu. Kệ bài này còn thấy khó. Nà an ta lít khê, nà sa hốt đa mách chê, nà ban ba ta năng quỷ ra răng ba quýt sa, nà quýt cha ti sô cha ti ba đê sô, rạt tha ti tô mục chay ya ba ba cam ma. Kệ bài hết thôi luôn ạ. Na an ta lít khê, na sam hô ta mách chê, na bát ba ta năng quỷ hoa răng, bà rì sa na quý chà tí sô, chà gà tím ba đê sô, rằn thay tô múc chay ra ba ba căm ma. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Đấy là của Đại Đức Tâm Cao. Dạ con đã đọc xong và kệ xong ạ. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ sa thú, kính cảm ơn Thích Văn Thanh. Dạ cảm ơn Rằng Đông cho Nhật mình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức, con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Văn Thanh. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài Pháp Quốc Kinh số 127. Dạ cảm ơn Minh Quát Thanh Á cho bài học. Con xin sám hối với đạo tràng. Na an ta lịch khe na sa mô ta mát chê na bát bát ta năng quý quá răng bà quê sa na quê chát tí quê chát tí sơ cha na gấp tí bát đề sơ dạ tha thi tơ một chay giáp ba bà cầm ma. Na an ta lịch khe na sa mô ta mát chê na bát bát ta năng quý quá răng bà quê cha ni quê chát tí sơ các tay tiếp bát đệ sơ gia tha thì tự một chay giáp ba bà cầm ma. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Và đây là bản kiến ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na anh ta lịch khê na sa mô đa mạt chê na bát bát ta năng vị ba răng ba quyết sa na quyết cha tê sơ gà ta biết ma đê sơ gà tha thịt tơ một chay gia ba ba cam ma. Na anh ta lịch khê na sa muốt đa mặt chê na bát bát ta năng vị ba răng ba quyết sa na quyết cha tê sơ na ga tiếp ba đê sơ giả tha thi tơ muốt chạy ra ba ba cam ma. Cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát khổ sầu đã gieo. Và đây là bản khổ thơ của Đại Đức Tâm Cao. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ con cũng không thấy bàn tay của vị nào nữa, con xin phép được thỉnh Pháp Sư. Dạ, trước khi con thỉnh Pháp Sư, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức.
là từ bi hoan hỷ. Tiêu Phong ôn bài pháp của kinh số 127. Nhật Bình kính cảm ơn Xích Rạng Đông, Xích Tâm Hương, Cẩm Vân, Minh Bát Thanh Á và Quang Thành đã hoan, Di Xích Thi Na đã hoan hỷ lên ôn bài câu pháp của kinh số 127. Và bây giờ Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay từ quận Duyên Sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 128. Nhật Bình kính cảm ơn Minh Bát Thanh Á đã cho bài học. Nam mô Bát Thanh Á, Nam mô Tham Ma Á, Nam mô Sang Kha Á, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay câu pháp của kinh số 128. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Thật là tốt đẹp thay khi chúng ta sanh ra được làm người, lại được gặp chánh pháp của Đức Thế Tôn Vô Thượng. Và Ngài đã nói lên, cuộc đời này chẳng có gì cả, tất cả chỉ đi vào quên lãng, tất cả rồi cũng đi vào lãng quên. Và cuộc sống thật sự thì không có một ai cả, mà chỉ có các pháp hữu vi, sanh lên và diệt. Chỉ có cái thấy và cái được thấy, sanh lên và diệt. Cái nghe và cái được nghe, sanh lên và diệt. Cái ngửi và cái được ngửi, sanh lên và diệt. Cái nếm và cái được nếm, sanh lên và diệt. Cái xúc chạm và cái được xúc chạm, sanh lên và diệt. Quanh quẩn cả một cuộc đời, chúng ta chỉ chơi đùa với bảy sắc màu ở bên ngoài và năm căn trần này. Chúng đều là vô tri vô giác và những cái tâm sanh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng chính là uẩn, là xứ, là giới, là đế. Chúng thể hiện các chức năng của chúng mà Đức Phật đã nói cho chúng ta biết. Nhưng hầu như chúng ta bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Chúng ta không nhớ đây chỉ là khoảnh khắc của thực tại, là pháp hữu vi, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Khi nào trí tuệ của chúng ta chưa được nghe, chưa được hiểu, thì nó không bừng sáng lên được. Và chúng ta thường đi tìm mọi cách, mọi cái gì đó an lạc, và mọi cái gì đó thường tồn về thiền định hay tất cả mọi thứ. Và chúng ta luôn luôn đi tìm trong ảo mộng. Nhưng mà những pháp thực tại là cái thấy, cái nghe trong đời sống hàng ngày. Nó là diệu đế, nó là pháp, nó là chân đế. Và chúng ta đã đánh mất nó và đánh quên nó. Chúng ta bỏ quên nó trong đời sống hàng ngày.
Chính vì vậy chúng ta đi rất là xa, xa xôi vời vợi. Vì sao vậy? À, vì đó là vô minh, chúng đẩy chúng ta xa rời với các thực tại trong đời sống hàng ngày. À, chúng ta nghe chánh pháp đúng thì chúng ta có cần phải đi tìm thực tại ở đâu không? Mọi khoảnh khắc đều là thực tại, mọi khoảnh khắc chính là pháp. Tham là pháp, sân là pháp, si là pháp, ngã mạn là pháp, tật đố là pháp, ganh tị là pháp, tà kiến là pháp, xúc là pháp, thọ là pháp, tưởng là pháp, hành là pháp, thức là pháp, thấy là pháp, nghe là pháp, ngửi là pháp, đếm là pháp, xúc chạm là pháp, đối tượng thị giác là pháp, âm thanh là pháp, màu là pháp, mùi là vị pháp, sanh già đau chết cũng là pháp. Như vậy thì chúng ta hiểu Đức Phật, hiểu lời dạy của Đức Phật, mà chúng ta không có hiểu về những cái này thì chúng ta hiểu về cái gì? Chắc chắn rồi. Nếu mà chúng ta bắt đầu từ những cái thấy, cái nghe, mỗi ngày một chút chúng ta nghe về chúng, dần dần trí tuệ sẽ lớn mạnh lên và sự thấy biết tường tận về các pháp hữu vi, chỉ là danh và sắc, không có một ai, không có con nào sân hận cả, mà cũng không có con người nào tham ái cả, mà cũng không có con người nào trí tuệ cả, mà chỉ có các pháp, chúng thể hiện các bản chất của chúng. Hãy luôn luôn nhớ về khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày của mình. Ở đó nếu chúng ta quên nó thì không có chánh niệm và tỉnh giác của tứ niệm xứ, và cũng không thể hiểu được tứ thánh đế. Chắc chắn rồi, nếu chúng ta không hiểu được cái thấy là khổ, cái nghe là khổ, cái được thấy là khổ, cái được nghe là khổ, thì không có thánh đế nào cả. Bây giờ thì chúng ta đi vào câu kệ số 128. Arahang samma sambuddho phagava buddhan phagavantan aphivadimi svakhato phagavata thammo thambang namassami subhadibano phagavato savakasangho sangkhang namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Đấng Thế Tôn, Đấng Toàn Chi Diệu Giác, Ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận được vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là phương linh diệu dược, chuyên chữa lành các phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ những ai có duyên lành được nghe chánh Pháp, người ấy mới giác ngộ đạo quả Niết Bàn. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo thật là đệ tử của Đức Thế Tôn, thật là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng sanh tử luân hồi nơi mình, và nhất là thành tựu đầy đủ ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế, chấm dứt sanh tử luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càng Thác Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, A Tu Na Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo Phật tử, quý cô tu nữ ở gần ở xa khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm đi được lý tứ thánh đế ngay trong đời sống của mình để chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay chúng ta học bài kệ số 123. À, lúc đầu quý vị thì quý vị khó nghe, nhưng mà quý vị cứ dần dần khi mà trí tuệ nó được bắt vào pháp được rồi, thì lúc đó quý vị rất là trân quý giáo pháp của Đức Phật.
và trí tuệ sẽ làm cái công việc của chúng, chứ không có ai tu tập, không có ai làm gì được cả. Và trí tuệ hiểu tất cả pháp là vô ngã, và chúng ta hoàn toàn chấp nhận các pháp đến và đi. Sân hận cũng không có sao cả, nó là pháp mà, nó có duyên nên nó sanh khởi. Tà kiến nó cũng có duyên để sanh khởi. Nó vẫn đang có mặt ở đây, nhưng mà không có cái hiểu về nó thôi. Nên là chúng tôi chỉ nhắc nhở quý vị tu cái gì cũng được, như bản thân của chúng tôi thì luôn luôn quý vị trước khi vào bài pháp là hãy nhớ về khoảnh khắc này, là thấy, nghe, ngửi, nếm, trùng, xúc chạm. Và cuộc sống này chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Và chúng ta tưởng tượng ra cái gì thêm nữa thì đó là tưởng quẩn niệm thôi, chứ không còn cái gì cả. Cái cứng thì không phải đàn ông, đàn bà được. Cái nóng, cái lạnh cũng không phải là đàn ông, đàn bà. Mà không có cái nóng, cái lạnh, không có cái cứng, cái mềm thì cũng không có sự sống. Không có tâm thức, cũng không có cái thấy thì cũng không có thế giới. Cái sanh khởi thì thế giới cũng không sanh khởi. Cái nghe không sanh khởi thì thế giới cũng không sanh khởi. Cái ngửi không sanh khởi thì thế giới cũng không sanh khởi. Như vậy là thế giới của pháp hữu vi với sáu thế giới chúng sanh khởi, chứ không có con người nào sanh khởi hết. Cái thấy sanh khởi thì chúng bắt cái đối tượng của chúng. Cái nghe sanh khởi thì chúng bắt cái đối tượng của chúng. Chứ cái thấy không liên quan gì tới cái nghe, mà cái nghe cũng không liên quan gì tới cái thấy. Như vậy thì không phải là cái tôi thấy, cũng không phải là cái tôi nghe, mà cái nghe là cái nghe, cái thấy là cái thấy. Hãy luôn luôn nhắc nhở về pháp. Khó hiểu không? Ai cũng nói rằng ui, tu như thế này như kia, chánh niệm đi dễ hiểu quá, pháp của Đức Phật. Nhưng mà khi chúng ta hiểu đúng pháp rồi thì chúng ta mới thấy là không dễ dàng hiểu được cái thấy, cái nghe trong đời sống hàng ngày. Cái đó là cái khó hiểu nhất. Còn cái khái niệm mà nói về câu chuyện này câu kia thì cái đó là dường như nhà chúng ta rất là thông minh và rất là hiểu biết, nhưng mà cái đó là cái giả, không phải là cái thật để giác ngộ. Cái thật để giác ngộ là cái thấy đó, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Cái đó chính là quả, phải không ạ? Mà cũng là đế, phải không ạ? Mà cũng là khổ, phải không ạ? Và sau cái thấy thì nó cũng là phiền não, là nhân, phải không? Như vậy thì vòng sanh tử luân hồi nó cứ quay từ sáng đến chiều, là thấy này, rồi lại tham với cái thấy này. Rồi này tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, xuyên qua đó thôi. Nó cứ vòng xoay như vậy. Như vậy vòng tam luân nó chạy hoài, chạy mãi, không có ngừng nghỉ. Chỉ khi nào mà chúng ta nghe và hiểu lời Đức Phật dạy, cái chánh niệm tỉnh giác nó được nhen nhúm lên một chút, rồi dần dần nó tỏ tường lên, thì cái vòng sanh tử luân hồi này mới được chấm dứt. Vô minh thì nó không có ở đâu xa đâu, nó ở ngay khoảnh khắc thấy và nghe thì thôi. Sau cái khoảnh khắc thấy và nghe, vô minh rất là nhiều. Càng học pháp đôi khi nó lại càng vô minh hơn nữa, bởi vì học không đúng. Còn khi mà học hiểu giáo pháp đúng rồi đó thì sẽ nhận diện được ra vô minh nó ở đâu. Và trí tuệ nó cũng ở sau cái thấy cái nghe. Vô minh cũng ở sau cái thấy cái nghe. Con chúng con xin đọc cái bài kệ này một lần ạ. Na an ta đích khe, na sam bút đam bút chê, na bác pha, na bác phá ta năng, vi rác dăng, bác sĩ xúc, na vít chắc tít bác đê sô, na thát thí tăng, na bác su thầy giá mắt chú. Điện ở chùa nó tối quá. Nghĩa việc là không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, không phải đã đi vào khe của những ngọn núi mà tử thần không thể áp đảo. Người đứng ở nơi ấy, không có khu vực ấy ở trên trái đất.
Chúng ta sinh ra để làm gì quý vị biết không? Sinh ra chỉ để chết thôi. Ai sinh ra cũng chỉ để chết. Chứ không phải để sinh ra để được cái gì đó, mà sinh ra để chết. Nhưng mà chúng ta không có điều đó. Nhưng thực tế thì cái chết nó có ba. Cái chết trong từng sắc la của Pháp. Cái thấy vừa sanh khởi đã chết đi để nhường cho tâm tiếp thâu. Cái tâm tiếp thâu vừa chết đi để nhường cho tâm quan sát. Tâm quan sát vừa chết đi để nhường cho tâm đoán định. Tâm đoán định vừa chết đi để nhường cho động lực. Tâm động lực chết đi để nhường cho tâm hữu phần. Và tâm hữu phần chết đi để nhường cho tâm khai ý môn. Và cứ tiếp tục như vậy, vần xoay qua sáu căn này. Được chưa? Cái chết như vậy để chỉ cho quý vị về vi diệu pháp vậy, được chưa? Được chưa? Rồi có một cái chết nữa, đó là cái chết của một kiếp sống. Kiếp sống tùy theo từng người ngắn ngủi, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Như vậy chắc chắn rồi, cuộc đời này chúng ta mang thân xác này chỉ duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi với một cái tấm thân này. Khi tỉnh thì tấm thân này rã ra và mọi hình ảnh về tấm thân này đều tan biến. Chúng chỉ còn là một mơ trong đời sau. Có đôi khi đời sau nó mơ về hoặc nó không mơ về, tùy theo cái sự vận hành của các pháp. Cũng như ngày hôm qua, cái thấy nghe người nếm đụng, những con người chúng ta gặp, những cái bóng ảnh mà chúng ta gặp qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, bây giờ trở thành giấc mơ. Mà đôi khi chúng ta nhớ hoặc không, thì kiếp sau nó cũng chỉ là các pháp. Rồi có một cái chết, đó là chết của vị A-la-hán. Các ngài không còn phiền não nữa. Thì khi tâm tử tới, đó là một cái chết thật, cái chết đẹp nhất vòng sanh tử luân hồi. Và các ngài đã vung bồi vô lượng ba la mật mới có được một cái chết như vậy. Do vậy chúng ta là phàm phu nên cái chết là đau khổ, là đùa vui, là nghịch ngợm của các cái nghiệp mà chúng ta vô minh tạo tác thôi. Nên là cái chết của chúng ta đó, nên là được nhiều đời người than khóc tiếc thương hay là phải làm đám dỗ đám ma. Nhưng mà các bậc thánh A-la-hán khi các ngài chết thì cái đám dỗ đám ma nó không còn nữa. Không còn nữa. Còn người đời thì do nó còn cái pháp đó nên là nó còn cái đám dỗ đám ma, quý vị hiểu. Còn các bậc thánh A-la-hán khi các ngài chết thì nó không có cái tình trạng đó. Như vậy, và không ai tránh được khỏi cái chết cả. Vua chúa, sang hèn, con kiến, con ong, Phạm Thiên, hay là Đức Phật, hay là tất cả các bậc A-la-hán, giàu là đức độ, giàu là hết sạch phiền não, hay là nghèo hèn, hay là xấu xí, hay là tất tần tận, thì hãy luôn luôn nhớ rằng cái chết đã nằm vùng trong sự sống. Và khi mà sự sống kết thúc thì cái chết lại sanh lên và rồi diệt đi. Như vậy cái chết cũng là một pháp, cũng phải được sanh lên do duyên thì mới làm việc chết được. Như vậy chúng chỉ là pháp thôi, không đáng để cho chúng ta phải sợ chết. Kể cả là tham sân si cũng không đáng cho chúng ta phải sợ, phải chấp thủ về chúng. Hãy nhớ rằng chúng là pháp, chúng do duyên khởi, chúng không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nói thì nói vậy thôi chứ chúng ta rất là khó chấp nhận. Cái thiện nó sanh lên thì chúng ta luôn luôn nói là của tôi. Rồi phiền não sanh lên thì có chúng ta đổ thừa, như sân hận thì nói tôi không có làm như vậy, nó cũng là của tôi đó. Thì chúng ta cần phải nhớ cái ý ngã nó len lỏi suốt cả ngày trong cái thấy nghe người nếm đụng của chúng ta. Nó len lỏi và rất là khó để mà loại bỏ nó. Nên là chúng ta nhớ là thiền định hay tất cả mọi thứ đều không thể nào mà hiểu được cái lý vô ngã, mà chỉ có trí tuệ mà nghe được diệu pháp mà Đức Phật dạy về những cái thực tại trong đời sống hàng ngày để thấy đúng là như chúng là vậy đó.
thì mới chấm dứt được cái tà kiến thôi. Còn thiền định hay thiền gì đi chăng nữa cũng không có cách nào để mà loại bỏ được ý niệm về ngã. Mà khi mà ý niệm về ngã mà nó còn tồn tại thì đừng có ai nói về cái chuyện tu tập tứ niệm xứ được. Điều đó là không thể xảy ra. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rất đúng. Và chúng ta trở lại cái câu kệ này là Nú An Tú Nikhe, là không phải ở bầu trời. Antalikhe, Ná Antalikhe là không phải ở bầu trời. Antalikhe là một cái danh từ trung tánh, ở đây chia theo định sở cách, mà bầu trời hay là cái không trung, trên không trung. Ná Samudamache là không phải ở giữa biển khơi. Samudamache là một cái nhóm từ hay là hợp từ nam tánh chia theo định sở cách, là ở giữa biển khơi. Samudá là danh từ nam tánh, là chỉ cho biển khơi. Biển khơi tức là nơi mà chứa đựng rất là nhiều nước ha, mênh mông. Cái từ Mách Chá là nó danh từ nam tánh ở cái khoảng giữa, hay còn gọi là trung đạo đó, ha. Rồi cái từ Pappatta đó là một cái danh từ nam tánh, ở đây chia theo sở thuộc cách số nhiều, là của những ngọn núi. Của những ngọn núi, như vậy Pappatta là ngọn núi ha. Ngọn núi, núi cao. Thì chúng ta biết rồi đó, con người của chúng ta sanh ra thì tìm mọi cách để trường sinh bất tử. Nên là khi mà họ rất là sợ chết, họ rất là sợ chết. Nhưng mà thực tế trên đời này thì lại không có ai không có ai chết cả. Cũng như là cái thấy nó từ không rồi nó có rồi nó lại mất. Rồi cái nghe lúc trước chưa nghe, bây giờ nghe rồi nó lại diệt đi. Như vậy bản chất của pháp hữu vi nó do duyên hiện khởi rồi nó mất, nó không thực sự là một ai đó. Nó không thực sự là một ai đó. Và đã là pháp hữu vi thì nó là có tánh sanh diệt là thường rồi, phải không ạ? Nó là tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi nó diệt. Diệt rồi có duyên nó lại sanh. Lên đường hay sự khổ não. Như vậy có phải là chúng ta cứ thấy, rồi hết thấy rồi lại nghe rồi lại ngửi, rồi cảm thọ buồn một chút rồi lại vui, vui rồi lại buồn một chút xíu nữa. Và chúng sanh khởi suốt cả ngày như vậy, nhưng mà chúng ta không có để ý về chúng. Và tâm của chúng ta thì luôn luôn nghĩ rằng ngoài kia rất là đẹp, có con người này, con người kia. Như thực tế, chúng là ai đây? Chúng là ảo ảnh, chúng là vô minh. Chỉ cái người nào cho rằng thế gian này đẹp chính là vô minh. Vô minh chúng vẫy vào những cái màu đó. Chính là vô minh mới cho thế giới này là đẹp thôi. Còn khi mà minh thì có cho thế giới này là đẹp không? Không. Minh cho thế giới này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Đẹp cũng vô thường, xấu cũng vô thường, tham cũng vô thường, sân cũng vô thường, trí tuệ cũng vô thường, đạo quả cũng vô thường. Nhớ, đạo quả cũng vô thường. Đức Phật thuyết pháp có thuyết bằng tâm đạo tâm quả được không? Chắc chắn là không. Ngài thuyết pháp bằng tâm gì? Tâm duy tác, dục giới hả?
Cái từ vicharang là một cái danh từ trung tánh, chia theo đối cách là khe, hang. Patissa, từ pa vít xá đó, nó là một cái hợp từ vít xá, tiếp động ngữ của nó là pa. Ở đây nó là cái động từ bất biến là sau khi đi vào. Sau khi đi vào. Và cái từ nữa là cái từ vít xá tí, căn của nó là căn vít, cộng với giá, cộng với tí. Ở đây nó là một cái động từ và nghĩa của nó là được tìm thấy, được tìm thấy. Và cái từ nữa là từ Chagatipadesu, là Chagatipad cộng với Padesu. Nó là một cái nhóm từ ở đây chia theo chủ cách là ở trên trái đất này. Như vậy cái gì được sanh ra mà không phải chết thì điều đó không thể xảy ra. Rồi cái từ nữa là giác thiết tăng, giác thá cộng với thiết tá, là một cái nhóm từ nam tánh chia theo đối cách là người đứng ở nơi ấy. Thiết tá, cái căn của nó là căn tha, ở đây chia theo quá khứ phân từ là đã đứng. Thái tí đó. Tiếp theo cái tổng từ nguyên mẫu của nó là tha đá tí. Rồi tiếp theo cái từ nữa là nát tá xá hay giá, là Pasa hay giá, tiếp động ngữ của nó là ná. Pasa hay giá ở đây là một cái động từ, cái nghĩa của nó là áp đảo, tránh khỏi, vượt qua, trốn thoát. Như vậy thì chúng ta ác nghiệp cũng không trốn, thể nào trốn thoát được, và tử thần thì không thể nào trốn thoát. Như vậy thì chúng ta có thể thoát khỏi cái gì? Thoát khỏi vô minh thì được ha. Thoát khỏi phiền não thôi, chứ không thể nào thoát khỏi nghiệp cho quả được đâu. Nghiệp đã tạo rồi thì không thể thoát khỏi được ha. Như vậy là tu tập thì không thể thoát khỏi nghiệp và quả của nghiệp được. Như vậy thì chỉ có thoát khỏi được phiền não. Thoát khỏi được phiền não. Khi mà chúng ta phát triển trí tuệ để hiểu được phiền não là vô ngã, để đáng nhàm chán, không đáng víu vào. Ngày nào mà chúng ta còn thích thú cái điều thiện này, điều thiện kia, mình làm được điều này, điều kia, thì chúng ta vẫn còn bị vô minh và tham ái chói buộc. Và chúng ta thường nghĩ rằng cái việc thiện chúng ta làm đó là cái pháp thiện. Nhưng mà điều đó chưa nói lên cái điều đó, thưa quý vị. Khi nào chúng ta chưa hiểu được cái phẩm chất của tâm thiện thì cái việc làm thiện đó chưa chắc đã là thiện. Chưa chắc đã là thiện. Nhưng mà khi nào chúng ta hiểu rõ được thiện, phẩm chất của thiện và bất thiện từ nơi tâm của mình, thì chúng ta biết chắc, chắc chắn. Chắc chắn biết rõ được thiện và bất thiện. Thì cái câu kệ này Đức Phật và Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là: không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết, trốn vào động thẳm hang sâu, ẩn vào núi vắng non đầu trùng khơi, có đâu một chỗ trên đời thử thần lại chẳng đến nôi kéo về. Đó là bài kệ mà chúng con trích nghĩa vựng và nói lên cái ý nghĩa của bài kệ. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái tích truyện. Thì chúng ta biết là trong cái tích truyện này Đức Phật dạy cái bài pháp này, cái câu pháp cú này, thì Đức Thế Tôn khi Ngài thuyết, Ngài ngự tại cái chùa Ni Rô Thá và đề cập đến thiện giác. Đức Vua Thiện Giác thì là cha ruột của thánh nữ Jayudana, và là ông ngoại của Rahula, của Rahula, và là
là cha vợ của Bồ Tát, và bồi Bồ Tát trước khi ngài thành Phật. Và lúc đầu thì khi mà ngài còn là Bồ Tát thì cuộc sống của ngài rất là hạnh phúc, và vua cha cả hai bên đều rất là thương mến kính. Nhưng mà khi mà duyên đã tới rồi, và cái ước muốn giải thoát nơi tâm của ngài đã đạt đến cái đỉnh điểm rồi, mặc dầu lúc đó là ngài vừa vợ của Bồ Tát mới sanh ra cậu bé Ra Hồ Lá thì chưa được một ngày tuổi nữa. Và tâm của ngài thúc giục ngài đi trên cái con đường thoát khỏi luân hồi, và ngay lập tức thúc đẩy ngài, và ngài ngay đêm đó thì ngài đã rời khỏi cái cung vàng điện ngọc và bỏ lại vợ và người con rất là yêu dấu của mình. Vậy cho chúng ta thấy rằng là pháp là vô ngã, ngài không có cưỡng cầu được cái pháp đó đâu. Chúng ta đừng có nghĩ rằng tại sao Đức Phật như thế này như kia rồi, định đặt ra đủ thứ. Nhưng mà khi pháp nó chín mùi rồi, không ai làm gì được hết, thưa quý vị. Không ai làm được như vậy. Nó là như vậy, là như vậy. Không phải là Đức Phật, Đức Phật ngăn cản được các pháp đó. Không có chuyện đó xảy ra. Pháp toàn giác đã đến rồi thì sẽ là mặt thôi. Mà pháp nào mà sanh khởi để đi đọa xứ là pháp đó nó sẽ sanh khởi do cái nhân duyên của nó. Không có ai có thể ngăn cản được, dầu Đức Vua Thiện Giác, Đức Phật có kính cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không có chạy khỏi được. Thì tâm của Đức Vua nghĩ rằng đây là con tôi, đây là cái chàng rể này không có xứng đáng, và đã bỏ vợ bỏ con của mình, mới sinh một ngày tuổi mà đi vào rừng xuất gia biển biệt 6 năm trời. Ở nhà con gái của ta chịu rất là nhiều cực khổ, người cha mà luôn luôn thương con mà. Thì ông tham gia cái tâm rất là uất hận, tham gia cái tâm uất hận. Nhưng mà tiếc thay một cái, ông uất hận này khi mà ngài để thành đạo trở thành Đức Phật toàn giác, một bậc thầy của chư thiên và trời người, và cái tâm uất hận đó, mặc dầu là con gái của Đức Vua Thiện Giác và cháu ngoại đều là bậc thánh A-la-hán hết, nhưng mà ông không sao mà nguôi ngoai được cái cơn giận đó, và ông rất là khó chịu. Chính vì vậy ông đã tạo ra rất nhiều những cái ác nghiệp đối với Đức Phật. Thì tương truyền rằng Đức Vua Thiện Giác vì hai cái lý do sau đây mà đã buộc oan trái với Đức Phật. Một là ngài bỏ con gái Đức Vua và công chúa Yasodhara ra đi xuất gia. Hai là ngài đã cho con trai Đức Vua là hoàng tử Devadatta xuất gia, cho nên Đức Vua căm thù, rất là căm thù ngài. Rồi một ngày nọ Đức Vua với ý nghĩ là bây giờ chấm nhất định không cho Cồ Đàm đi đến chỗ thỉnh bác để mà thọ thực, ngăn cản. Đức Vua mới truyền lệnh cho đóng cửa và chặn đường đi của Đức Thế Tôn, và rồi ngồi giữa đường uống rượu. Và khi Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng tùy sắp đến chỗ Đức Vua gác, và có tin báo trước cho Vua Thiện Giác rằng Đức Thế Tôn sắp đến, là Đức Vua mới phán là hãy đi đón đường nói cho Đức Cồ Đàm biết là
Bồ Đàm không phải lớn hơn chấm, chấm sẽ không cho nó đi qua lối này. Rồi thì Đức Vua cứ ngồi nguyên một chỗ mà lặp đi lặp lại như vậy. Rồi Đức Thế Tôn thấy những người đến xin cậu mình cho phép đi qua đều không được chấp nhận nên Ngài quay trở về. Và Đức Vua lại phải mật thám theo dõi Đức Thế Tôn, hãy đi. Và lúc quay về thì Đức Thế Tôn mỉm cười, và trưởng lão Anda thấy vậy bèn hỏi là: bạch Ngài, do cái nhân duyên nào Ngài đã mỉm cười? Tại sao mà Đức Ananda đi đằng sau mà lại thấy được Đức Thế Tôn mỉm cười? Thì chúng ta biết được là cái ánh sáng hào quang của răng của Ngài khi cười thì nó tóe ra hai bên. Nên là đại Đức Ananda thấy. Thì Đức Bổn Sư mới hỏi lại là: này Ananda, Thầy thấy cái gì vua thiện giác rồi chứ? Bạch Ngài, con đã thấy Đức Vua đã tạo nghiệp rất nặng và dám cản đường một vị Phật như ta. Từ đây đến 7 ngày, tại chân cầu thang của đền vua, Đức Vua thiện giác sẽ bị đất rút. Nghe được lời tiên tri này thì mật thám mới về báo lại với vua thiện giác. Và Đức Vua hỏi, thì lúc quay trở về thì: cháu chấm đã nói gì nhỉ? Thì mật thám nghe sao thì thuật lại y như vậy. Và nghe dứt những lời báo cáo đó thì Đức Vua nghĩ thầm: quả thật cháu của ta chưa hề nói sai chật. Hễ nói điều gì là có y cái điều đó xảy ra. Bây giờ đây ta sẽ quả trách Sĩ Đạt Ta về tội nói láo. Quả nhiên cháu ta đã tiên tri 7 ngày nữa ta sẽ bị đất rút. Như vậy là khi mà Đức Bồ Tát vừa là cháu, mày vừa là con rể. Bởi vì thường dòng họ Thích Ca thì lấy chung một cái dòng họ ha. Thì nó không nói bằng cái cách mơ hồ mà lại xác quyết rằng ta sẽ bị đất rút ngay chân cầu thang của vương cung. Và kể từ bây giờ trở đi thì ta sẽ không đặt chân đến đó. Và sau khi khỏi bị đất rút tại nơi đó thì ta sẽ quở nó về tội nói láo. Thì Đức Vua cho mang tất cả những cái đồ vật dụng của mình lên những cái lầu, đến lầu thứ 7 đó. Và khiến dẹp cái cầu thang rồi đóng cửa cài lại. Thì tại mỗi cửa, mỗi tầng lầu, Đức Vua bố trí hai người lực sĩ đứng canh và dặn dò nếu thấy chậm dễ vui muốn đi xuống lầu thì hai người hãy ngăn cản lại. Nói rồi Đức Vua ngự tọa trong cái tư phòng trên chót ở trên cái lầu 7 vậy đó. Thì Đức Vua nghe được cái câu chuyện này thì phán rằng: này các vua, dầu Đức Vua thiện giác không ngồi trên đỉnh thượng của tòa lầu 7 tầng mà lên ngồi giữa hư không, hoặc đáp thuyền ra giữa biển lớn, hoặc là vào ngồi trong hang núi cũng mặc, lời chư Phật không bao giờ lưỡng ước, y như lời của ta đã tiên tri, Đức Vua sẽ bị tức giúp ngay tại chỗ mà ta đã nói. Ở đây cho chúng ta thấy rằng Đức Phật là bậc Pháp Vương. Đức Phật là bậc Pháp Vương. Không phải vì Ngài ác cảm gì với Đức Vua Thiện Giác, mà Đức Vua Thiện Giác đã cố tình làm những cái điều ác nghiệp với chư Phật và chư Thánh chúng. Nên là cái nghiệp đó Đức Phật không có thay đổi được, không có chuyển hướng được. Ngài không có chuyển hướng được nghiệp của ai cả. Người ta thường nói rằng tạo những cái thiện nghiệp để sửa những cái bất thiện nghiệp, người đó được gọi là người ngu. Pháp nào thì vẫn là pháp đó. Pháp có thay đổi bản chất của nó. Nhớ. Cái thấy không thể thay đổi bản chất trở thành cái nghe. Cái thấy không thể thay đổi bản chất để trở thành cái tham. Cái thấy không thể thay đổi bản chất để thành cái sân cái si được. Không, không bao giờ có chuyện đó. Do vậy Đức Phật suy xét về các pháp và Ngài thấy các pháp đó như
Ngài nói lên, chứ Ngài không có một ý ác cảm, mà Ngài cũng không thể cứu bất cứ ai và cũng không làm gì được. Và Ngài chỉ nói lên cái tính chất của Pháp là như vậy, duyên sanh như vậy, duyên diệt như vậy, con đường đưa đến sự diệt trừ của nó là như vậy. Và cái tâm nào hướng đi đường nào thì hướng vào đường nào thì nó sẽ tích lũy theo cái đường hướng đó. Tất cả mọi pháp chỉ do duyên mà hiện khởi. Và nói rồi Đức Thế Tôn thuyết cái bài kệ rằng Na an ta ni khe na sa mut da ma che na pa pa ta nang vi va rang pa vi sa na vi cha te so cha ga ti pa de so. Ya ta thi tăng na pa sa he ya ma chu. Chẳng phải không chung, chẳng phải lặn xuống đáy biển sâu, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi tử thần. Như vậy Bậc Thánh cũng không thể tránh khỏi tử thần, Đức Phật Toàn Giác cũng không thể tránh khỏi tử thần. Thì cuối cái thời Pháp, nhiều vị tỳ kheo được chứng đắc đạo quả, nhất là Tu Đà Hoàn. Và đến ngày thứ bảy thì cái thời hạn ngăn cấm con đường đi bát của Đức Thế Tôn đã mãn. Thì bên dưới tòa lầu, cái con ngựa báu mang tên là Mangala Hạnh Phúc của Vua Thiện Giác, sanh chúng bất kham, cứ đá mãi vào cái tường vách. Và Đức Vua ngồi trên lầu nghe tiếng động, hỏi quan hầu là cái gì vậy? Thì tâu hoàng thượng, con ngựa của hoàng thượng nó sanh chứng. Con ngựa này không ai chế ngự nổi, chỉ có thấy mặt Đức Vua Thiện Giác thì nó mới chịu đứng yên. Và khi ấy thì Đức Vua muốn xuống lầu để bắt cái con ngựa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi ra đến gạch cửa, và hai cánh cửa tự động mở hoác ra. Và nên Đức Vua lại đứng ngay ở đầu cầu thang, và hai lực sĩ đứng gác liền nắm cổ Đức Vua ném xuống dưới cùng một cách như thế. Và cả bảy tầng cửa đều tự động mở ra, và các cái đầu cầu thang cũng lần lượt hiện ra trước mặt Đức Vua. Và ở mỗi tầng, hai người lực sĩ đều nắm cổ Đức Vua và ném xuống dưới. Và thế rồi thì Đức Vua tuột xuống đến chân cầu thang, và ở dưới tòa vương cung thì mặt đất liền nứt ra và một khoảng lớn, và thâu hút Đức Vua băng hà và sanh vào địa ngục A Tỳ. Và Ngài Cận Đề là Đức Vua giận Phật bỏ con mình, bắt ghế ra ngồi giữa lộ trình, cản Phật không cho qua bát, qua lấy bát. Phật cười quay lại chỉ làm thinh. Trưởng lão Ananda bạch rằng, Ngài cười có ý nghĩa chi chăng? Đến ngày thứ bảy thì vua chết, đất sụp chôn ngựa Ngài dưới cuối thang. Quả nhiên Đức Phật nói không sai, tránh được thần chẳng có ai, dưới biển trên trời trong động đá, không nơi ẩn nấp sống rằng dai. Một khi tử thần đến, không mẹ con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở, đúng không? Không có ai che chở được sự chết hết. Tất cả chúng ta đến đây một mình và ra đi một mình, cũng như cái thấy xuất hiện một mình rồi chết đi một mình, cái nghe xuất hiện một mình rồi chết đi một mình, cái ngửi xuất hiện một mình rồi chết đi một mình, tham xuất hiện một mình chết đi một mình, sân xuất hiện một mình chết đi một mình, trí tuệ cũng xuất hiện một mình rồi chết đi một mình, cứng mềm nóng lạnh. Cũng chết đi một mình.
Nhưng mà những cái tham, những cái thấy nghe ngửi, nó sanh và chết đi một mình như vậy. Nhưng mà đã muôn kiếp rồi, chúng ta chưa từng khóc cho chúng, chưa từng hiểu về chúng, chưa từng biết về chúng. Chúng ta chỉ khóc cho những cái xác chết, được gọi là đây là quyến thuộc của tôi, đây là vợ tôi, con tôi, tài sản tôi, chồng tôi. Nhưng mà những cái là thật thì không có ai khóc về chúng hết. Không ai khóc về chúng hết, thưa quý vị. Sống của chúng ta sinh ra chỉ để chết. Rồi chúng ta có làm vua, làm chúa, làm cái gì đi chăng nữa, thì cái chết cũng là cái kết thúc. Mọi thứ đều vô nghĩa khi cái chết đến. Mà thậm chí nếu chúng ta có hiểu biết đúng, thì ngay khoảnh khắc của cái thấy, sau cái thấy đã là vô nghĩa rồi. Vô nghĩa rồi. Mọi thứ đẹp nhất trên đời này cũng chỉ để vào lãng quên. Đức vua thiện giác có xấu không? Không xấu phải không? Chỉ có tham sân si nó mới xấu thôi. Tham sân si nó làm cho đức vua nghĩ rằng đây là con mình, đây là con rể của mình. Tại sao cuộc đời này lại như vậy? Tại sao lại bỏ mặc? Tại sao lại không yêu thương con của tôi? Nhiều thứ lắm các bạn ạ. Tâm của chúng ta luôn luôn chỉ bám vào ý niệm về ngã. Nên thật khó cho chúng ta để mà thấy được các pháp. Đời sau là gì thưa quý vị? Đời sau là một cũng như ngày mai thôi. Ngày mai thức dậy thì cũng này là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Cái thấy. Chứ không có một cái con người ở khoảnh khắc nào cả. Không có. Dầu chúng ta có hiểu pháp hay không hiểu pháp thì pháp nó vẫn sanh lên và diệt thôi. Và cuộc đời này chúng ta không thể nào tránh được khỏi nghiệp và quả của nghiệp. Đức Phật là một bậc thánh, là một bậc toàn giác. Nhưng mà Ngài vẫn là cái đối tượng của rất nhiều tâm bất thiện sanh khởi. Như vậy là Ngài sanh ra không phải để hoàn hảo người khác. Ngài sanh ra không phải để hoàn hảo con mắt của người khác. Con mắt của người khác cho đây là con rể tôi, con cái tôi, con dâu của tôi. Vậy kể cả các bạn sinh ra cũng vậy. Không phải để hoàn hảo dưới con mắt của người khác được. Không thể có chuyện đó xảy ra. Nên là Ngài là bậc toàn giác hay chăng nữa,
thì chỉ có người hiểu pháp của Ngài mới tôn kính Ngài thôi. Còn không thì kể cả quyến thuộc dòng mũ, máu, huyết thống của Ngài trước đây, thì Ngài cũng chỉ là kẻ thù của họ, là oan gia trái chủ của phiền não của vô minh mà thôi. Vậy Ngài cũng là đối tượng cho rất nhiều những cái tâm vô minh, tâm tham ái, tâm ganh tị, tật đố, sân hận, sân khẩn. Thì chúng ta là ai? Chúng ta cũng là pháp thôi. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là các pháp chúng đã có duyên cho chúng sanh khởi thì chúng sanh khởi. Đức vua thiện giác có tạo ra được, có ngăn cản được cái tâm của mình đừng có ác ý với Đức Phật không? Không, không. Và tại sao nàng Gia Du Đà La rồi Ra Hầu La thì lại rất tôn kính Ngài, nhưng mà có cản được Đức vua thiện giác đừng có ghét Đức Phật không? Các bậc thánh có cái nhìn rất là chi kiến, và các ngài không bao giờ xen và lẫn lộn vào các pháp với nhân quả của nó. Thay vì Đức Phật là bậc toàn giác thì Ngài biết trước mọi chuyện, tại sao Ngài không nói trước, tại sao Ngài không thuyết giảng diệu pháp cho Đức Vua Thiện Giác khi mà Ngài đắc đạo quả? Phải không? Tất cả nó chỉ là nhân duyên mà thôi. Pháp nó chỉ sanh khởi theo nhân duyên của chúng. Không phải rồi Đức Phật thành Phật rồi thì Ngài nói ai cũng nghe, Ngài nói ai cũng hiểu, Ngài sẽ lập lại trật tự. Không phải như vậy thưa quý vị. Chúng ta chỉ cần hiểu sai một chút xíu, đi lệch cái con đường chánh đạo liền, đi vào phi đạo ngay lập tức. Chỉ cần có tôi chánh niệm đi, tôi tu thiền đi là con đường phi đạo nó đã có ở đó rồi, tà kiến nó đã có ở đó rồi. Và không một ai ở trên đời này có thể thay đổi được nghiệp và quả của nghiệp mình đã tạo ra được. Tại sao vậy? Tại vì nghiệp nó tạo ra từ thân khẩu ý, thì nó cho qua mắt, qua mũi, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân. Nó ở ngay trên cái sáu căn này thì chạy đâu khỏi được thưa quý vị. Đâu có phải là nó cho ở trên trời đâu. Nó không có cho ở trên trời. Nó tạo từ thân khẩu ý thì nó lại cho vào mắt, vào tai, vào mũi, vào lưỡi. Chúng ta phải nghe cái đó, phải thấy cái đó, phải ngửi cái đó, phải xúc chạm với cái đó, phải cảm thọ với cái đó. Nên là không trên trời dưới biển, không nắm vào động núi, không chỗ nào trên đời gì trốn được quả ác nghiệp. Không trên trời dưới biển, không nắm vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết, là như vậy đó. Như vậy đó. Nhưng mà chúng ta học cái bài này, chúng ta lại nghĩ rằng ôi thôi mình đừng có làm ác, phải không ạ? Ôi thôi mình đừng có tham sân si nữa. Đó lại là một tà kiến. Quý vị thấy không? Mau lắm nè. Chỉ cần mà không có các bậc hiền chỉ,
không có hiểu đúng lời dạy của Đức Phật là chúng ta đã đi chệch một con đường dài, thật là dài, mà không hiểu được các pháp là vô ngã. Nếu bây giờ chúng ta đọa vào địa ngục thì có sao không? Không sao hết. Bởi vì pháp đã sanh khởi nhân duyên của nó rồi. Quan trọng nhất là chúng ta hãy hiểu từng chút về khoảnh khắc này là vô ngã. Chứ không phải là chúng ta đọa vào đâu, hay đi đâu, hay sanh về đâu. Cái đó là chúng ta đang nói trong ảo tưởng, trong vô minh. Làm gì có chúng ta trong kiếp sau, không có đâu. Nhưng mà kiếp sau là vô tận, mà cũng có thể là kết thúc. Kiếp sau là gì quý vị biết không? Kiếp sau là quả luân, là nghiệp luân, là phiền não luân. Kiếp sau là lâm uẩn mới được sinh ra, được hình thành, lương vào năm uẩn này. Và năm uẩn nào đã sanh khởi, đã kết thúc là đã kết thúc. Năm uẩn nào chưa sanh còn duyên thì chúng sẽ sanh khởi. Hết duyên chúng cũng không thể nào sanh khởi được nữa. Như vậy thế giới dầu đó bao la, nó vạn trượng đến như nào thì nó cũng chỉ là năm uẩn. Nó cũng chỉ là gì? Là cứng, là mềm, là đất, là nước, là lửa, là gió, là màu, là mùi, là vị, là căng, là trùng, là nóng, là lạnh. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, những cái cảm thọ, năm uẩn đó cũng lại là pháp hữu vi như thuở nào mà thôi. Chúng ta tu học mà chúng ta xua đuổi bất thiện, muốn làm nhiều điều thiện là sai rồi. Và chúng ta hiểu thiện cũng chỉ là pháp sanh khởi do duyên, bất thiện cũng chỉ là pháp sanh khởi do duyên. Không có một bàn tay, không có một tự ngã, không có một ai có thể quyết định được. Chúng ta có quyết định được chúng ta sanh ra đời này mang hình dáng như này không? Mang hình dáng xấu xí như xưa, như ông sư Tuệ Nhẫn vô cùng xấu xí không? Không có. Không ai quyết định được cái gì cả. Và nó một cái đặc biệt này, khi nào mà chúng ta càng hiểu về ý niệm về ngã, càng hiểu pháp về vô ngã, thì tâm của chúng ta lại càng nhẹ nhàng, như là một đặt được một gánh nặng xuống. Và càng ngày thì chúng ta lại không đắm nhiễm vào các thiện pháp và bất thiện pháp, và sống với cái đời thấy một cách rất là giản dị trong đời sống bình nhật hàng ngày. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp, chúng ta đọc rất nhiều trong Pháp Cú rồi phải không nào? Và trong kinh điển cũng vậy. Các vị, các cô, các bà, các bác, những cái người làm lông phu này kia chứng đắc đạo quả nhẹ nhàng lắm. Vì sao vậy? Vì Đức Phật thời đó Ngài nói không có viết qua những cái kinh điển để mà nó có những từ ngữ văn phạm, rồi những cái ngôn ngữ áp đặt cho nó quá nhiều ở trên đó. Và Ngài chỉ dùng cái chư kiến trực giác, và Ngài dạy xuyên qua cái lối trực tiếp giảng dị như vậy. Nên là cái sự thấm đẫm của pháp đó, do lắng nghe đó, nó rất là thâu đạt được rất nhiều, nên trí tuệ nó khai mở. Như vậy qua bài pháp này chúng ta thấy được rằng là gì? Là Đức Phật không thể cứu ai được hết đấy. Đức Phật có thương Đức Vua Thiện Giác không? Thương chứ.
Nhưng mà với chư Phật, Ngài nhìn vào các pháp, Ngài đã tỏ tường các pháp. Chúng ta thì muốn cứu người lắm. Tại sao chúng ta nghĩ, tại sao mấy sư nhìn như vậy làm lơ? Tại sao mấy sư nhìn như vậy này cứu người ta? Vậy thì chúng ta thấy rằng là các bậc thánh nhân, các ngài đã thấu triệt các pháp. Còn chúng ta là dựa trên cái câu chuyện, rồi chúng ta bàn tán. Chứ Đức Phật không có như vậy. Do vậy không có ai ở trên đời này mà trốn khỏi được những cái ác nghiệp. Vì sao vậy? Vì ác nghiệp nó được tạo từ thân khẩu ý, và nó cho ngay ở trên cái thân mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta này, nó được tiếp nối này. Nó rất gần, chứ nó không phải là nó tạo, nó cho ở trên trời dưới biển. Do vậy là không thể nào chúng ta trốn vào đó mà trốn khỏi được hết á. Và chúng ta cũng đã từng vô lượng lần tạo những cái ác nghiệp, còn như Đức Vua Thiện Giác là nhiều lắm, phải không ạ? Đã nhiều lần chúng ta làm cha, làm mẹ, rồi con rể, con gái của chúng ta lấy chồng rồi bị đâm, bị chém, bị giết. Chúng ta quốc hận, phải không? Và chúng ta cũng giết hại vân vân. Nhiều lắm, nhiều và rất nhiều. Như vậy qua cái câu chuyện này chúng ta phải thấy rất là thật trong đời sống. Như vậy tất cả các pháp vũ, chúng sanh ra, bản chất của chúng là khổ đau. Bản chất của chúng là khổ đau. Chúng không thật sự cần phải bám víu, vì không bám víu vào chúng được. Bởi vì chúng sanh khởi do duyên mà. Chúng không có phụ thuộc vào ai hết. Còn cái pháp mà không sanh khởi do duyên là niết bàn rồi. Như vậy thân thể của Đức Phật cũng vậy. Cái sự đau ốm bệnh tật, người ta chửi bới này kia, chuyện đó có duyên là nó phải sanh khởi. Và chúng ta sanh ra là chúng ta là đối tượng của rất nhiều mắt tai mũi lưỡi ở trên trần thế này, thì làm sao mà chúng ta lại không gặp tai họa tai nạn được, phải không à? Người thương kẻ ghét là mênh mông biển sở. Không thể nào mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Nhưng mà đó chỉ là các pháp hữu vi mà thôi. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên, chúng con kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư tiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy ân cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thất bà, súc sanh, ngạ quỷ phi, và kính chia phước lành để đến tất cả đạo hữu Phật tử, quý cô tu nữ ở gần ở xa. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và sớm chứng đắc được tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống. Phước lành này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu ba la mật, thành tựu chánh trí, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này. Với lời chân thật này mong cho con thành tựu đầy đủ minh và hạnh, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú lần thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhận đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhận. Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc